Ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy PC08B, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng biên phòng cảng Nhà Rồng tổ chức vây bắt nhóm cát tặc manh động, sử dụng máy bơm công suất lớn để bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, ngay khi nhận được tin báo từ người dân. Theo thông tin từ người dân cung cấp, vào rạng sáng 19 tháng 6, nhóm cát tặc đã tổ chức khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn khu vực cảng Long Bình, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc và sau đó phát hiện có 8 đối tượng trên 2 ghe gỗ không có số đăng ký đang ngang nhiên bơm hút cát công khai trái phép. Lập tức lực lượng chức năng áp sát ra lệnh yêu cầu các đối tượng dừng việc khai thác cát. Liền sau đó, nhóm cát tặc vội tăng ga bỏ chạy, nhảy xuống sông tẩu thoát. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát giao thông đường thủy kịp thời truy đuổi, trấn áp để thu giữ 2 ghe gỗ và bắt được Phạm Hồng Thích, sinh 1982, ngụ tỉnh Long An, trong nhóm cát tặc. Tang vật và đối tượng đã được bàn giao cho biên phòng cửa khẩu Nha Trang để tiếp tục xử lý theo quy định.